Dạ vâng em Tùng, chào anh em. Thì hôm nay em về được mấy hộp của The One DCF 850. Thì cái này hộp này là từ Mỹ về, nghiên đai nghiên kiện và có cái túi sách cộng với một pin 5A và một sạc. Thì anh em nào quan tâm liên hệ 0962232180 em Tùng. Thì cả một cái combo này giá của nó là 5 triệu nha anh em một hộp. Rồi em Tùng sẽ khui ra và cho anh em xem chiêm ngưỡng ha. Bây giờ là nó một máy một pin một sạc nha anh em. Nó là dòng Atomic, nó ngắn hơn 887 29%. Đi với pin nó 5A, một máy pin sạc DCF 850 B1 20V 6 ly 35, và lực của nó thì nó có ở bên này, lực của nó là 0,95 ký, chưa tới 1 ký. Nó có 3 cấp độ, 205 newton, 3 cấp độ là 1000, 2800, 3200. Rồi nó lực maximum của nó là 205 newton và hàng Mỹ về, nó chuẩn hơn hàng Việt Nam nha anh em, hàng Trung Quốc. Thì em có hàng Trung Quốc luôn. Cái body của nó là 2,5 triệu, còn cái body này là 3 triệu. Anh em quan tâm liên hệ mình. Ok, mình lấy cái catalog và cái sạc điện 110, anh em muốn lên 220 thì mình lên cho anh em. Rồi cái cục pin này nó là Merseco, pin Merseco nha anh em. Đây, rồi tiếp đến là một cái móc, rồi cái túi sách The One. Ok, và nguyên một cái thùng này là 5 triệu. Rồi em Tùng lấy ra cho anh em xem. Nó sản xuất tại Merseco đấy. Rồi 2021, cuối năm 2021 nha anh em. Rồi dòng Atomic nó là nhỏ gọn nhẹ, và cái màu của Mỹ thì nó đậm đà hơn, và máy nó êm hơn so với hàng China đó. Rồi Tùng pin Mỹ, Tùng test cho anh em xem. Cứng cáp, tem của nó là CSA 1000, 2800, 3250, hàng Mỹ rất đẹp. Rồi cấp 1, cấp 2, em Tùng cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi kênh của em. Thì những anh em quan tâm liên hệ 0962232180, và hàng này ở bao bì nó có Make in Merseco đấy, Merseco hết nha nè. Rồi em Tùng cảm ơn.